Chào bà con mò. Chào bà con. Công ty phục vụ sông Bảy Yên Liên. Giám đốc tiếp dân. Giám đốc tiếp dân ngày tiếp 4 năm tục dân. Đó, quạt này đó, motor này, đầy đủ các loại này. Nghề gì cũng có này. Đó, chào quý, chào bà con trên mạng rồi. Đấy, chào bà con trên mạng ấy. Chào bà con nhá. Đấy. Hòa Vlog nhá, đó là Hòa Vlog rồi. Ai ôm đầu là cứ đến đây nhá. Bao giờ ra khỏe nhá. Bà con thấy để lên làm quay cái mấy cái vườn quạt rất để đưa lão lên kênh YouTube rồi. Đưa lên kênh YouTube rồi. Quạt cháy thì quạt tốt nhá. Ờ. Đưa cái lều lên thì khó coi chứ. Đó, thế rồi quạt chưa? Đủ. Đây nào nóng quá không lại mà lạnh quá không lại nhá. Đó. Quạt này, cánh quạt rồi này. Quất quất ba cái én này. Quay cái lều có coi. Đó. Đồng chí Hòa là này. Đó. Đồng chí phát biểu sao đồng chí? Phát biểu cảm giác về đây là chịu không đấy. Hai. Đây thực tế là làm ngày 200. Ngày 1200. Ngày ngày ông ngày ông kiếm chục bạc như chơi ngày, còn hơn. Được 200.000. Ngày ông kiếm chục bạc. Cả trưa cả tối. Tối là việc khác. Đây. À, Hòa đồng chí Hòa là Vlog nhá. Bà con hãy vô YouTube nhá.